Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel. Đây sẽ là một chuyên mục mới có trên kênh. Và chuyên mục này nó có tên là Điểm Tin các bạn nhé. Ok, nghe nó rất là quen thuộc đúng không nào? Sẽ là nơi mà mình cập nhật những cái thông tin hot liên quan về thế giới laptop, để chúng ta cùng nhau là chiêm ngưỡng cũng như là biết thêm về những cái thông tin như là về phần công nghệ mới này, những chiếc laptop mới này, rồi là những cái siêu phẩm các thứ này kia. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin đầu tiên liên quan về dòng Redmi Book Pro của Xiaomi. Như vậy là Xiaomi vừa giới thiệu ra cho chúng ta một cái dòng Redmi Book nó rất là xịn sò. So với lại thế hệ trước đó thì giờ đây chúng ta đã có được những cái nâng cấp và nhìn chung ấy, nó thật sự rất ấn tượng và nó gần như không kém cạnh bất kỳ một hãng laptop nào ở trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Với những dòng chip Intel thế hệ 12 mới nhất này, rồi là chúng ta có những cái thông số màn hình rất là khủng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của video để khám phá nó nhé. Em laptop này thì nó sẽ có tên, đó chính là Redmi Book Pro. Thì đối với phiên bản ngày hôm nay mình tổng hợp cho các bạn, nó sẽ có cho chúng ta là kích thước 15 inch. Phần viền màn hình của chiếc máy này thì nó sẽ vô cùng mỏng các bạn nhé, nhìn vào là thấy ngay được luôn. Và độ phân giải trên cái màn hình 15 inch này lên tới là 3K, 3000 nhân cho 2000 pixel như thế, thì rõ ràng là nó sẽ cho ra một cái mật độ điểm ảnh rất là sắc nét các bạn à. Trời ơi, không có gì để chê cả cho một cái chiếc màn hình có độ phân giải lên tới 3K như thế. Đó, và ở đây thì nó sẽ sử dụng tấm nền IPS LCD với tần số quét là 90Hz. Thông số này thì rõ ràng là những cái hãng như là đến từ Dell hay là HP thì làm gì có, mà chưa hết đâu các bạn nhé. Mức giá của nó chỉ có 19 triệu đồng thôi. Đấy, thì là một cái mức giá mà vô cùng rẻ của con này. Và cái form thiết kế đối với lại Redmi Book thì chúng ta có thể thấy là nhìn vào nó sẽ na ná và lại như là những dòng MacBook luôn. Các bạn nhìn ở ngoài các bạn sẽ thấy là nó giống y chang. Mình cũng đã có một khoảng thời gian mà trải nghiệm với lại những cái dòng Redmi Book rồi. Tất nhiên là nó sẽ thuộc những cái thế hệ mà 2018, 2019. Nhưng mà nhìn chung lúc đó là cái form thiết kế của nó đã vô cùng đẹp rồi, với mức giá chỉ là dưới 20 triệu đồng như thế. Và đã có màn hình 3K, tần số quét là 90Hz cho một màn hình là 15 inch thì nó khủng khiếp đến cỡ nào các bạn. Đấy, rất là rẻ luôn. Chưa hết là chúng ta sẽ còn có được những cái phần như là có cho chúng ta một cái USB Type-C này, một cái cổng Type-A này, HDMI cũng có luôn cho một cái độ mỏng như thế. Thì rõ ràng là nhìn vào là thấy được là ưng ngay rồi. Về cái phần form thiết kế, nó vẫn đảm bảo cho chúng ta là có một cái form thiết kế vô cùng đẹp, với form là kim loại chứ không phải là nhựa. Với vỏ ngoài nó được làm từ kim loại chứ không phải là nhựa. Đấy, thì đây là một điểm mà nó sẽ giúp cho cái chiếc laptop này, mặc dù là có mức giá rẻ như thế thôi, nhưng mà nó vẫn sẽ là cực kỳ sang trọng ở trong phân khúc. Nếu như các bạn mang ra ngoài trời, các bạn đi cà phê sẽ thấy rằng là nó vô cùng sang trọng luôn. Cái tỷ lệ màn hình của con này thì nó cũng sẽ giống với lại tỷ lệ màn hình của MacBook, đó chính là 16:10. Đó, và nó đạt được 100% màu sRGB. Đấy, thì rõ ràng là chúng ta không có gì để chê về cái phần màn hình của em này cả. Và nó còn có chúng ta thêm một cái cảm biến vân tay và một cái form bàn phím nhìn nó na ná với lại MacBook vậy. Nói chung là Redmi đã lấy cảm hứng rất nhiều từ những cái dòng MacBook của Apple để tạo ra cái dòng Redmi Book Pro này. Nên mình nghĩ rằng là rõ ràng nó là một điểm gì đó rất là đáng để hoan nghênh, tại vì xu hướng thiết kế thì nó rất là đẹp. Và qua hàng năm như thế thì mình thấy là bây giờ cái form thiết kế của Xiaomi với những dòng Redmi Book Pro này nó cũng có cái sự thay đổi rất ít, tức là nó chỉ là tối ưu và tinh chỉnh qua hàng năm như thế thôi, chứ nó sẽ không có một cái sự thay đổi lớn hay đột phá nào. Điều này nó sẽ giúp cho cái gọi là cái tính bền về mặt thiết kế nó sẽ được kéo dài ra, và nó cũng sẽ giúp bảo vệ với lại những người dùng trước, vì cơ bản là nó sẽ giúp cho những cái chiếc laptop đời cũ nó không bị lỗi thời. Và rõ ràng với cái việc mà nó đã có sẵn một cái form thiết kế đẹp như thế này rồi thì cũng không cần phải thay đổi một cách only 100% làm gì cả. Nó rất là thừa thải các bạn à, lãng phí cực kỳ luôn, và nó sẽ gây làm cho những cái thiết bị đời trước đó bị mất giá nặng nề luôn. Đấy, thì đây là một điểm mà mình thấy rằng là Xiaomi đang làm rất tốt. Xiaomi, Redmi là chung đó các bạn à. Redmi là công ty con của Xiaomi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có được một cái mức hiệu năng rất là khủng với con chip Core i5 thế hệ 12. Thì với con chip này thì chúng ta khỏi bàn tán gì nữa về mặt hiệu năng đi. Nó không có gì để mà nói nhiều cả, tại vì hiệu năng nó quá là khủng khiếp rồi. Đi kèm với đó nó sẽ có những option có cạc rời. Thì option này nó sẽ dành cho những phiên bản chạy chip Core i7 thế hệ 12 các bạn nhé. Nó sẽ có thêm một cái cạc trời là RTX 2050 nữa, với mức giá dao động tầm khoảng là 25,9 triệu đồng. Thì đối với lại phiên bản Core i7 này, hiệu năng nó sẽ là vô cùng khủng khiếp cho một cái dòng laptop gọi là business, dòng laptop văn phòng như thế.
nó sẽ thoải mái để chúng ta có thể là chơi game. Thậm chí các bạn muốn mà chơi được Liên Minh Huyền Thoại hay là CSGO hay là Dota 2 nó quá là nhẹ đi, các bạn vẫn có thể là gọi là theo dùng cái từ gọi là nó hơi vui một tí, đó chính là đú lên được GTA 5 rất là ok luôn, chứ không có gì để chê cả. Nhưng mà một điểm các bạn phải lo về vấn đề con này đó chính là tại vì nó móng nhẹ nên khả năng tán nhiệt của nó sẽ không được tốt. Nên là về lâu về dài đã mua một cái chiếc laptop này thì xác định rằng là dùng những cái tác vụ nó vừa phải thôi, chứ còn nặng quá, nóng quá thì lâu về dài là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái linh kiện bên trong. Và điển hình như là về phần pin, khi mà nó đã nóng lên thì cái sự hao mòn về phần pin này nó rất là nhanh. Nên là các bạn cần phải lưu ý nhé. Thiết kế của em này nó quá là đẹp đi, chất liệu các thứ này kia là wow, không có gì để chê cả. Một con chip Core i5 12450H cũng như là một cái con chip Core i7 12650H. Dòng H là dòng nó thiên về hiệu năng, nên là các bạn không cần phải lo gì cả về mặt hiệu năng nhé. Nhá, xin nhấn mạnh lại một lần nữa, hiệu năng rất là khủng khiếp. Cho RAM lên tới là 16GB DDR5 và SSD sẽ là 512GB. Wow, quá tuyệt vời đúng không nè. Cạc rời của nó cũng sẽ là RTX 2050 với 4GB. Cho nên là hiệu năng của nó quá khủng khiếp cho một cái dòng laptop văn phòng này rồi. Con này thì nó cũng sẽ có thêm cái cảm biến vân tay. Và nhìn chung tổng thể lại hài hòa mà nói, con này nó xuất sắc từ mọi yếu tố: thiết kế, màn hình, hiệu năng, bàn phím. Bàn phím thì hành trình phím của nó cũng vừa phải thôi, nó sẽ không quá là quá sâu đâu, nhưng mà nhìn chung như thế nó phù hợp cho một cái dòng laptop mỏng nhẹ rồi. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ còn có được một cái thời gian sử dụng pin, mà ở đây theo như nhà sản xuất công bố ấy, là chúng ta có thể sử dụng được trong vòng là khoảng 10 giờ. Nhưng mà nghe nó có vẻ hơi ảo nha, 10 giờ thì mình nghĩ là nó không thực tế lắm đâu. Cho một cái chiếc máy như thế này sử dụng cái con chip H mà, thì làm sao lên tới được 10 giờ. Và nó còn hỗ trợ được cái công nghệ sạc nhanh 100W chuẩn PD các bạn nhé. Đấy. Rồi, còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc laptop này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.